Kênh bán nhà quận 7 chú chủ đã trở lại nha cô chú chị. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 35 Nguyễn Văn Vì, phường Tân Thượng Đông, quận 7 nha cô chú anh chị. Nhà thì có diện tích ngang 5, dài 10m, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 3 tỷ 7, 3 tỷ 7 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà mình thì ngay trung tâm quận 7 luôn nha. Em hẻm trước đường thì được 2m rưỡi. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình nha. Cô chú anh chị nào xem kênh chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. 35 Nguyễn Văn Quỳ nè nha cô chú anh chị. Đây là 35 Nguyễn Văn Quỳ nè. Đó. Bên hông là cầu Phú Mỹ nè. Đó. Đây là hẻm 35. Đó, nhà mình hẻm trước nhà mày được 3m nha cô chú anh chị. Đó. Rồi đây là hẻm 35 nha cô chú anh chị. Đây, trước đường nhà mình đây. Này là ngoài hẻm 35 Nguyễn Văn Quỳ mình đi vô này nha cô chú anh chị. Mình là khu dân cư hiện hữu, nhà mình hẻm 2m rưỡi. Đây là nhà mình đây nha cô chú anh chị. Nhà mình kế căn cuối. Hẻm trước nhà được 2m rưỡi luôn. Đây, nhưng mà cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong nhà của mình nha. Trong nhà mình thì dưới phòng khách rất là rộng rãi nha cô chú anh chị. Đây là không gian phòng khách nhà mình đây. Bên đây chủ nhà có tặng cho mình cái sofa nha cô chú anh chị. Nhà mình hẻm 35 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thượng Đông, quận 7 nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích là ngang 5, dài 10m. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà cũng bán giá là 3 tỷ 7 nha cô chú anh chị, nhà mình hướng Bắc nha. Đây bên đây chủ nhà trang bị sẵn cho mình một cái tủ kệ sẵn để mình đựng làm gì mình làm nha cô chú anh chị. Nhà mình thì thiết kế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nhà mình là sổ hồng riêng, mua bán là ngân hàng có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% nha cô chú anh chị. Bên đây chủ nhà trang bị sẵn cho mình một cái bàn ăn sẵn rồi. Dưới đây thì chủ nhà nhà bếp thì chủ nhà cũng có tặng cho mình một cái tủ lạnh nè. Bên đây kệ bếp làm sẵn hết rồi nha cô chú anh chị. Ở dưới bếp thì chủ nhà cũng có làm cho mình đá hoa cương sẵn hết rồi. Đây là không gian bếp nhà mình. Đây, còn ở trong đây thì tầng trệt có nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Để em quay cặn kẽ dưới không gian tầng trệt cho cô chú anh chị mình xem để cô chú anh chị mình tham khảo nha cô chú anh chị. Đây, không gian này. Cầu thang nhà mình là cầu thang gỗ nha cô chú anh chị. Đây em mời cô chú anh chị mình lên trên lầu để mình xem bên trên lầu nhà của mình nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ qua cho em số điện thoại là 0391378 1712. Em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà nha. Trên lầu 1 thì mình có 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Đây để em quay phòng sau cuối cùng trước. Đây là phòng sau. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 35 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thượng Đông, quận 7 nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích là ngang 5, dài 10m. Nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá 3 tỷ 7, 3 tỷ 7 thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng từ
từ 70-80% nha cô chú anh chị. Đây là tình trạng cái nhà vệ sinh của lầu 1 nhà mình đây. Đây em quay trước cho cô chú anh chị xem. Đây một phòng nữa là hai phòng. $3.7 tỷ thương lượng chính chủ. Nhà mình họp sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, mua bán bao hoàn công nha. Nha cô chú anh chị. Công chứng ngay luôn. Đây là phòng lớn của trước, phòng trước nhà mình. Trước nhà mình có ban công lớn lắm nha cô chú anh chị. Đây chủ nhà có trang trí cho mình sẵn rèm cửa, cửa sổ nha cô chú anh chị. Đây đi cô chú anh chị ra sau ban công trước nhà mình. Đây ban công trước nhà mình đây. Nhà mình hướng bắc nha cô chú anh chị. Đây cái ban công trước nhà mình đây. Mình phơi đồ, mình để máy giặt vào đây, mình giặt ở đây nha cô chú anh chị. Đây là trước cửa nhà mình. Trồng hoa. Đây là ngoài kia nha cô chú anh chị, đi vô nè. Đó, 35 Nguyễn Văn Quỳ vô á. Đây em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 35 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thượng Đông, quận 7. Nhà có diện tích ngang 5, dài 10m. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 3 tỷ 7. 3 tỷ 7 thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn sang nhà cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua trong nhà. Em cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã xem ở kênh bán nhà quận 7 chính chủ nha. Em cảm ơn cô chú.